Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp thìa của Đức nhá. Một hộp này của nó sẽ là 5 chiếc. Giá sẽ là 60.000 cho 5 chiếc thìa như này. Tính ra vào chỉ có 12.000 một chiếc thôi. Inox 304, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn, sâu lòng. Các bác múc đồ ăn, cơm canh, cháo thoải mái luôn. Lên cho em là bộ thìa Đức nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 đồng hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì nó sẽ là hộp đũa nhá. Hộp đũa này của nó thì sẽ là 5 chiếc. Giá sẽ là 55.000, à 5 đôi. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức đây. Su 304 này. Đó, Su 304 như này. Giá thì sẽ là 55.000 cho một hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, 5 đôi. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ bình. Các bác lên cho em là bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Bao gồm cho các bác là một bình và ba cái cốc nhá. Đấy, một cái bình như này. Hàng rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đây, một cái bình như này nhá. Đấy, có nắp đậy này và có nắp giữ nhiệt luôn. Inox 304. Đây, Su 304 các bác này. Dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít nhá, khoảng nửa lít. Nắp đậy này. Đấy, bật nắp ra để các bác rót này, rót xong các bác lại bấm vào này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có cho các bác là ba cái ly như này. Ba cái ly như này để các bác rót ra uống luôn, hoặc có khách khứa rất là tiện luôn. Đậy nắp này, có đậy nắp vào làm quai sách luôn. Đó. Lên cho em là bộ bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho cái bộ bình 3 như này. Giá sẽ là 80.000 cho cái bộ bình 3 này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao vàng này. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó. Dao vàng này con này rất là bén quá này. Đấy. Dọc dây bóng thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Dọc giấy riếc thoải mái luôn. Các bác dùng để gọt hoa quả này. 20.000 cho một con dao vàng như này. 20.000 cho một con dao vàng như này. Giá sẽ là 20.000 một con và giá thanh lý 50.000 ba con luôn. 20.000 trong con dao vàng như này thôi nhá. Dao vàng 20.000 một con. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ khay như này nhá. 25.000 một chiếc và 5 cái là 110.000 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Cái này thì chiều rộng của nó vào khoảng là 25, chiều dài là 25, chiều rộng thì vào khoảng là 15. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Giá của nó thì sẽ là đi 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc và 110.000 cho 5 chiếc. 110.000 cho 5 chiếc. Đây. Cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em đó là cái gì? Khay cà phê. Khay cà phê nhá, khay cà phê. Giá sẽ là 25.000 một cái và 5 cái 101. Khá dày dẫn chắc chắn và khá đẹp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái đá Vĩnh Cửu nhá. Đá Vĩnh Cửu một khay này sẽ là cũng là hàng Winling của Đức luôn. Một khay này của nó sẽ là 6 viên. Đấy, có 6 viên có giá gấp như này. Các bác cứ bỏ trực tiếp cái này vào cái ngăn đông tủ lạnh cho em, ngăn đông tủ lạnh nhá, ngăn đá. Bỏ trực tiếp vào ngăn đá xong là khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lấy ra mình sử dụng cho em. Đó. Thì có cả cái gấp như này luôn, rất là tiện. Có cả cái gấp này luôn rất là tiện nhá. Mình gấp ra mình sử dụng. Giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái đá Vĩnh Cửu như này nha. Lên cho em đá Vĩnh Cửu 70.000. Tiếp theo thì các loại bút này. Thì bút của Thiên Long nhá. Bút này là hàng bút của Thiên Long. Đấy, nó sẽ là một hộp này thì sẽ là đó, 50.000 cho một hộp như này. Đấy, 50.000 hộp 10 cái nhá. 50.000 hộp 10 cái nhá. Đấy. 50.000 hộp 10 cái và 3 cái sẽ là 20.000 nhá. 3 cái là 20.000. Đó. Có hai màu, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Đấy. Bút viết cực kỳ là ngon luôn. Đấy. 3 cái là bằng 20.000 nhá. 20.000. Còn 10 cái là sẽ là bằng 50.000, 50.000. Đó. 10 cái bằng 50.000. Đây. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Thiên Long, hàng của thương hiệu Thiên Long nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Có màu đỏ, có màu đỏ, màu xanh nhá. Màu đỏ, màu xanh cho các bác này. Đó. Màu này màu đỏ đây. Đấy, màu đỏ đây. Có màu đỏ, màu xanh. Hàng là bút Thiên Long xịn anh em nhá. Bút Thiên Long xịn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bút bi nhá. Bút bi thì sẽ là một hộp này là 20 chiếc. Giá thì sẽ là 2.000 một cái à? 2.000 một cái và bên em bán là đi bán từ 5 cái trở lên. Bán từ 5 cái trở lên nhá. 2.000 một cái. Bán từ 5 cái trở lên. Một hộp này của nó sẽ là 20 cái thì nếu bác nào mua cả hộp thì sẽ là 35.000. 35.000 nhá. 35.000 trên một hộp. Trên một hộp 35.000 là 20 cái nhá. Còn mua lẻ thì bên em bán là từ 10 cái trở lên. 10 cái thì sẽ là 20.000 nhá. 10 cái là sẽ là bằng
10 cái là bằng 20k. Đấy, bán từ 10 cái trở lên nhá. Bán từ 10 cái trở lên. Đấy, thấp nhất là bán 5 cái. 5 cái sẽ là 10.000, 5 cái là 10.000. Còn lại là 10 cái là 20.000, còn mua cả hộp thì sẽ là 35.000 trên một hộp như này, là 20 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái sen cao su nhá. Cái này thì các bác dùng để làm sen tắm rất là tiện luôn. Đấy, có các cái đầu cao su như này và nước nó xả ra thì nó sẽ có hai chế độ như này này. Đấy, hai chế độ như này. Đấy, cho các bác luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho các bác trà rửa rồi tắm mình vệ sinh luôn. Đấy, tắm mình kỳ cọ luôn, rất là tiện đây. Đấy, cái đầu cao su như này. Tắm nó rất là mút. Đấy, các bác vệ sinh tắm rửa luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho cái sen cao su như này, dây rất là dài. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ tăng đơ 9D nhá. Bộ máy cạo râu 9D, máy cạo râu 9D. Đấy, thì sẽ là đa di năng cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này, có 3 lưỡi cạo nhá, một thân máy này. Có 3 đầu lưỡi như này nhá, 3 đầu lưỡi cạo như này. Kèm cho các bác là một đầu tỉa lông mũi, một đầu tăng đơ. Đó. Đấy, các bác thấy không? Em đưa vào cạo râu này. Đấy, vừa lướt qua cái đã có luôn nhá. Đó, rất là sắc bén luôn. Bộ 3 lưỡi kép rất sắc bén luôn. Đó. Thì sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu này, một đầu tăng đơ và một cái đầu tỉa lông mũi. Ngoài ra thì đây là không có cái đầu chà. Sẽ có cho các bác là 3 cái đầu như này để các bác dùng để mình tỉa lông mũi, tăng đơ và cạo râu chấn viền luôn. Tăng đơ 9D, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dầu gội đầu. Dầu gội đầu thì sẽ có cho các bác là hai mẫu như này. Hai mẫu này, dầu gội đầu của thương hiệu Clear 80.000 một lọ. Hàng của Clear nhá. Hàng này thì hàng của Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan. Đây, Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Thì sẽ là 80.000 cho một lọ, có màu xanh màu trắng nhá. Có màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào lấy, cái này bên em bán nhiều lắm không? Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ. Cái này thì nó sẽ là kệ bộ chân đỡ đa năng nhá. Giá sẽ là 50.000. Các bác dùng để mình đỡ tủ lạnh này, máy giặt này, nói chung là nó sẽ có cho các bác là cái nam châm, cái cao su để nó hít xuống. Đấy, đây. Chân nó khá là to luôn. Chân rất là to này, to bự luôn. Đường kính của nó khoảng 10cm. Và có cái nấc như này để các bác điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh nâng lên hạ xuống nó rất là tiện nhá. Nâng lên hạ xuống nó rất là tiện luôn. Và các bác có thể để mình kê tủ quần áo này, kê máy giặt, tủ lạnh đều được hết nhá. Đấy, thì các cái vị trí nào nó thấp thì các bác có thể đôn lên như này hoặc hạ xuống này, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi, 50.000 bằng nhựa khá là chắc chắn luôn, chịu được tải rất là cao luôn. Đây, đấy các bác này, hàng Việt Nam chất lượng cao, cơ khí điện tử SH này, 50.000 thôi. Đấy, nó có thể chịu được hàng tạ luôn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đây, 4 chân như này. Tiếp theo thì 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là áo mưa nhá. Áo mưa. Đây, 195.000 cho một bộ như này, bao gồm cả quần cả áo luôn. Một bộ nhá, một bộ như này này, bao gồm cả quần cả áo mặc vào đúng như này luôn. Đó, kiểu dáng thể thao đẹp. 195.000 cho một cái bộ áo mưa như này nhá. Đây. Chất của nó sẽ là hàng hai lớp nhá. Hàng hai lớp, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, hàng hai lớp này nhá. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Áo của nó cũng là áo hai lớp hết nhá. Áo hai lớp như này, rất là dày dẫn chắc chắn đây các bác này. Đó, hai lớp hết này. Đó. Giá thì sẽ là giá của nó sẽ là 195.000 nhá. Đây cho em là bộ quần áo mưa. 195.000 cho cái bộ quần áo mưa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại như này. Giá sẽ là 500k. Ở đây thì nó sẽ là một con bếp cực kỳ là ngon luôn. Đó đây. Nó sẽ là bằng hồng ngoại nhá, bằng hồng ngoại. Hàng của Nhật này. Matika hàng của Nhật đây. Nút nguồn của nó này. Đấy, nâng lên hạ xuống này. Công suất cũng khá là cao luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn này. Điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá, 2000W. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn. Bếp hồng ngoại này đun thích lắm. Đấy, các bác có thể dùng ăn lẩu ăn liếc luôn, rất là ngon. Hàng của hãng bảo hành cho các bác luôn, yên tâm sử dụng. Đó, bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 1 tháng luôn. Trong vòng 1 tháng đầu các bác sử dụng nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng đầu sử dụng đây. Đấy, kích thước của nó đây. Rất ngon lành luôn nhá, 500.000. Bếp hồng ngoại 500.000 nhá. Bếp hồng ngoại nóng cực nhanh luôn, 500.000. Tiếp theo thì một cái sản phẩm dành cho các em nhỏ, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây, nó sẽ là một con máy đọc thẻ như này.
Con này thì bao gồm là một máy này, một máy các bác bật nguồn lên cho em. Đó. Và một cái bộ thẻ nhá, một cái bộ thẻ và một cáp sạc. Bộ thẻ này thì rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau. Đây, các bác lắp vào cho em này. Đó, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đó, cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Và nó có tới hàng trăm chủ đề luôn nhá, hàng trăm chủ đề luôn. Đó, đây. Rau củ quả này, cây cối này, vườn tược này, rồi nói chung là đầy đủ hết nhá. Xe cộ, ô tô, xe máy. Đây, mỗi cái màu này là một chủ đề này. 1 2 3 4 5 chủ đề. Đấy, 5 chủ đề tổng của nó sẽ là đây, các chủ đề như này này, động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày, nói chung là nhiều lắm. Đây, đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là máy đọc thẻ 80.000 nhá, dùng rất là tiện luôn. Các bác mua làm quà cho con em nhà mình, vừa chơi vừa học này, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng cập nhật của bên em, các số hotline các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đó, thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Bộ này thì trước bên em bán là 900.000. Lần này thì sẽ thanh lý cho các bác cái giá tốt, chỉ còn là 750.000 thôi. 750k nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000. Bên em bao ship đến tận nhà. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện, sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đó. Lên cho em là bộ dao Đức 750.000 nhá, 750k. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái và thanh toán giúp cho em. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái hộp đựng bằng inox 304 nhá. Hộp đựng bằng inox 304. Đẹp nhá. Đây hộp đựng của nó này. Đấy, hộp đựng của nó đây. Inox 304. Rất là dày luôn, rất là dày, dày dẫn sáng bóng đẹp nhá. Đít có thoát nước nhá. Đó, đít nước có thoát nước luôn. Tiếp theo là sẽ là bộ dao này. Bộ dao thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy. Hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức nhá. Đó, tem mác các thứ đàng hoàng. Thứ nhất là nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà này, rất là ngon luôn, kéo cắt gà rất ngon các bác nhá. Đó, kéo cắt gà này. Đấy, dắt vào đây cho em. Tiếp theo là nó sẽ là một cái liếc này. Đó, một cái liếc cũng rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là dao này. Dao thì đầu tiên nó sẽ là một con dao con này. Đấy, một dao con như này. Đây, một dao con như này. Hàng thì đều là hàng rất bén luôn nhá, dọc dây bóng thoải mái luôn. Đó, các bác theo. Đó, dọc dây bóng thoải mái luôn, các loại giấy luôn các bác này. Đó, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái này. Đấy, con dao gọt nhá, dài khoảng 20cm nhá. Con dao thái này, đây. Dọc dây bóng cho bác xem này, dao siêu bén luôn. Đó. Các loại giấy luôn nhá. Này, đấy, các bác theo. Đây. Rất là ngon luôn, con này cũng siêu bén luôn. Rất sắc các bác nhá. Đó. Có đánh nhám chống dính này. Winling hay người của Đức này, made in Germany nhá. Đó, đây. Winling hay người của Đức luôn. Đó. Giá thì sẽ là 750.000. Đấy, tiếp theo thì sẽ là hai con dao nữa. Hai con dao này thì cân nặng của nó tương đối là bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy, 3 đến 4 lạng các bác có thể dùng để thái băm chặt đều được hết nhá. Hai con này thì nó chỉ khác nhau về khổ thôi. Khổ của dao thôi. Đấy, còn là kích thước thì nó tương đối như nhau. Đó, đây. Một con thì nó sẽ là mỏng hơn thì dày hơn, một con bản to hơn thì sẽ là rộng hơn nhá. Đó, đây. Đó, thì combo như này. Combo như này bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 và cả cái giá đỡ là 7 món nhá. Bộ dao Đức 7 món như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 750.000 nhá. 750k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao Đức 7 món nhá. Đó. Lên cho em là dao Đức này. Đó, dao Đức 7 món, giá sẽ là 750k. Bao ship tận nhà, nguyên tiền ship mất 50.000 rồi. Tính ra bộ dao này giá chỉ còn cho các bác là 700.000 thôi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một liếc này. Đấy. Một liếc một kéo này, một liếc một kéo này, ok chưa? Tiếp theo là hai con dao này. Hai dao thì một dao gọt, một dao thái này, một dao gọt, một dao thái. Dao gọt dài khoảng 20cm, dao thái thì dài khoảng là gần 30cm nhá. Tiếp theo là đến hai con dao chặt này. Hai con dao chặt thì nó sẽ là một con dài một con nhỡ như này, một con dài một con nhỡ như này. Đấy, một con to một con nhỏ.
cân nặng thì na ná như nhau thôi. Đó, nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đó, combo cho các bác luôn, giá sẽ là 750.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao chuyên Thái nhá, bộ dao chuyên Thái. Các bác lên cho em là dao chuyên Thái, giá sẽ là 150.000. Đó. Bộ dao chuyên Thái nhá, bộ dao này. Chuyên Thái, bộ dao chuyên Thái giá sẽ là 150k thôi, 150k, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đó. 150.000 cho bộ dao chuyên Thái hàng của Nhật như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái giá đỡ đây. Cái giá này thì nó sẽ là bằng nhựa thôi, giá bằng nhựa nhá. Đấy. Giá này bằng nhựa này. Giá đỡ này sẽ bằng nhựa cho các bác này. Đấy, giá đỡ bằng nhựa này. Tiếp theo là đến bộ dao đây. Đến bộ dao thì cũng là kết cấu nó cũng đựng trong hộp như cái bộ dao Đức thôi, nhưng mà bộ này thì nó mỏng chuyên để thái thôi. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo này, kéo rất là bén luôn nhá. Đấy. Có phần để các bác khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ đầy đủ cho các bác này. Đó. Đầu tiên nó sẽ là kéo này. Đấy. Kéo này. Sau đó nó sẽ là đến liếc này. Đấy, đến liếc này, đây, liếc của nó đây. Đó. Đến liếc này. Tiếp theo sẽ là đến dao này. Dao đây nhá. Bộ này thì dao của nó rất là mỏng thôi nhá. Các bác chỉ dùng để thái được thôi. Đây. Đấy. Asaka Japan này, đó. Đây. Rất là ngon lành luôn. Tiếp theo là đến hai con dao nữa. Bộ này thì các bác dùng chuyên thái cho em nhá. Bộ này dùng chuyên để thái thôi. Nhỏ gọn tinh tế. Chuyên để thái là ok. Đó, đây. Đó, con này thì nặng khoảng 2 lạng. Đấy, băm nhẹ thôi chứ không thể chặt được đâu. Đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Đây. Bộ dao chuyên thái 150.000. Đó, bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, dao chuyên thái. Cái này thì nó sẽ có 6 món nhá. Đấy. Bộ dao 6 món chuyên thái 150.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 con dao, cái kéo là 4, cái liếc là 5 và cái giá đỡ này là 6 nhá. Đấy, tổng là 6 món nhá. 6 món là tính kèm cả cái giá đỡ này nhá. Đấy, nhiều bác này về nhận hàng lại thắc mắc là sao có 5 thì không đúng. Tổng là 6 nhá. Giá đỡ là 1 này, kéo là 2, liếc là 3 và 3 con dao sẽ là 6 món chuyên thái cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kéo nhá. Bộ kéo của shop này. Đấy. Bộ kéo của shop thì đầu tiên nó sẽ là con kéo khui bia này. Đấy. Con kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá, kéo khui bia 70.000 này. Tiếp theo là kéo gà thì nó sẽ là kéo gà Đức này. Kéo con gà của Đức, con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con kéo gà Đức nhá. Đây, con kéo gà Đức này, 90.000 này. Đó, con kéo gà Nhật này, 120.000 này, 120.000 cho con kéo gà Nhật này. Đấy, hai con này thì độ sắc bén như nhau nhưng con của Đức thì nó sẽ mỏng hơn và con của Nhật thì sẽ là to dày hơn. Đó, đây, to dày hơn thì giá nó sẽ khác nhau nhá. Con Đức này là 90.000, con Nhật này sẽ là 120k nhá. 120k cho con kéo Nhật này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo 21 này. Con này thì em lên là kéo 21 nhá. Đấy, giá thì sẽ là 15.000 cho con kéo 21 như này. Đấy. Giá chỉ có 15k thôi, 15k cho con kéo 21 nhá. Đấy, lên cho em là kéo 21, giá sẽ là 15k. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo bếp vàng nhá. Đấy, con này thì sẽ là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. Đấy, kéo bếp vàng 30.000 một chiếc. Dòng này thì cũng rất là bén luôn, rất là bén luôn. Thép SK5 nhá, của Nhật này, Japan này. Đó. Rất là bén luôn. Đó. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Rất chắc chắn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 100.000 cho 4 cái, 100.000 4 cái. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các số hotline của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trung đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác 3 mẫu đồng hồ nhá. Rolex thì sẽ có là Rolex mặt vàng, Rolex mặt đen và một mẫu đồng hồ cái này là cái gì? Orin à? Mẫu đồng hồ SK nhá. Đấy, SK. Thì con SK này giá của nó sẽ là bao nhiêu? SK này là 260 nhá. Còn Rolex thì của nó sẽ là 300 tròn. Rolex là 300 tròn nhá. Rolex thì bên em có hai mẫu là mẫu mặt vàng thì to hơn một chút và mẫu mặt đen này. Đó, đây là hai mẫu Rolex này. Rolex thì đều là 300 nhá. Thì các bác lên cho em là Rolex mặt vàng hoặc Rolex mặt đen. Đấy, còn đây nó sẽ là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK này. Con SK này thì cũng rất là đẹp luôn. À, SK Orin nhá, SK Orin.
mặt đỏ rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Thì có 3 mẫu như này nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đeo vào thì lên form lên dáng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ Rolex này. Đấy, Rolex cực đẹp luôn. Đấy, Rolex này. Tiếp theo là đến con Rolex mặt đen này. Đó, thấy không? Rolex mặt đen. Và con SK. Đấy, SK 260, Rolex 300. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu thắt lưng nhá. Đấy. Thắt lưng. Cái này thì nó sẽ là dòng thắt lưng thanh lý này. Đấy, thắt lưng thanh lý. Này là bao nhiêu? Mẫu thắt lưng da bò nhá, hàng da bò thanh lý. Đấy. Hàng các bác lên cho em là chất liệu của nó thì bằng da bò và tên thì nó sẽ là thắt lưng thanh lý nhá. Giá của nó sẽ là 65.000 một chiếc này. 65.000 một chiếc. Còn lại là cái ví này thì cũng là ví da bò luôn, giá là 40.000 à. Ví này thì sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Còn bác nào mua combo thì sẽ là 100.000 cho hai món như này. 100.000 cho cả ví và thắt lưng luôn nhá. 100.000 cho cả ví và thắt lưng thanh lý nhá. Lên cho em là ví thắt lưng thanh lý, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên và giá thì sẽ là 100.000 cho một đôi như này, bao gồm cả thắt lưng cả ví này. Ngoài ra thì bên shop có cái thắt lưng da bò hàng cao cấp. Đấy, da bò hàng cao cấp thì con này giá của nó sẽ là 190 nhá. Còn ví của nó thì sẽ là 120. Thì nó sẽ có hai mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đấy, một dòng thì 190 một chiếc mà một dòng thì 190 cả đôi thì nó sẽ khác nhá. À 190 một chiếc còn một dòng thì 100 cả đôi thì nó sẽ lại khác các bác nhá. Thì các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đây nó sẽ là dòng mặt trắng gương đẹp như này. Mặt trắng gương rất là đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương rất là đẹp. Con này thì sẽ là 190.000 một chiếc nhá. 190.000 một chiếc. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA này. Made in USA nhá. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ, made in USA. Con thắt lưng này thì sẽ là 190.000 mà con ví này là 120 nhá. Con ví này là 120. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt RP7 này, xịt RP7. Con này thì giá của nó sẽ là lên cho em là xịt RP7 nhá. Đấy, con này thì chuyên chống căng luôn. Chuyên chống gọi là bị ăn mòn này, gì sét này, nói chung là đa di năng luôn. Cửa kêu cọt kẹt này, rồi ốc tiếc các bác bị khó này, ổ khóa với các bác xịt vào cho em. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng xếp nhá. Đây. Võng xếp này. Đấy, con này thì khá là rộng luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, võng xếp này rất là rộng luôn. Chiều dài của nó thì chiều rộng của nó thì khoảng 1 mét. Còn chiều dài của nó thì nó vào khoảng là trên 2 mét. Và cái phần ngang này của nó thì nguyên cái phần ngang đai này của nó thì vào khoảng là 70 nhá, 70. Tiếp theo thì em con này võng xếp. Rồi kia đi. Con võng xếp này thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một con võng xếp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội, võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, có cả dây cho các bác này, có dây có túi đựng này. Đấy, và đây nó sẽ là con này thì cả đai của nó thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là đi 2 mét và nguyên cái phần võng này khoảng 1m8 này. Đấy, các bác nằm cũng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 90.000 thôi. 90.000 cho cái võng dù quân đội như này. Lên trên là võng dù quân đội, giá sẽ là 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, bỏ cái này lên luôn. Đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu đựng nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, chịu tới 200 độ C này. Đó, 40.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Đũa inox của Đức, 55.000 cho một vỉ như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 như này. Inox 304 hàng thương hiệu Winling của Đức, 55.000 một vỉ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa sứ nhá. Đũa sứ sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm 5 đôi. Đũa inox 5 đôi, đũa sứ 5 đôi, còn đũa sợi thủy tinh thì sẽ là 10 đôi. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì bằng sứ nhá. Các bác dùng thì bám dính tốt này. Đấy, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập này. Dùng thì cực kỳ sạch sẽ, an toàn, rửa nhanh khô nhá. Lên cho em là đũa sứ. Giá một vỉ đũa sứ như này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ là khò ga trắng như này, khò ga trắng là 50.000, còn khò ga đại hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, hàng của Nhật. Con này thì sẽ là 100.000 nhá, Kabushi Japan đây. Đó, con này thì sẽ là 100.000, còn con này là 50.000. Tất cả đều có điều chỉnh nhiệt độ nhá, có điều chỉnh nhiệt độ hết. Đấy, khò ga trắng 50.000, khò ga đại 100.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá.
tam nước đây. Đấy, nó sẽ có 4 đầu nước như này, 1 2 3 4 đầu nước này. Vệ sinh răng, vệ sinh lưỡi, vệ sinh khé các kiểu con là điều luôn. Đấy, giá sẽ là 160.000 cho cái tam nước như này nhá. 160k. Đấy, bơm nó bơm cực kỳ là khỏe luôn và nó xối vào trong các cái kẽ răng, làm sạch răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, đây của nó thì sẽ có cáp sạc 4 đầu. Đấy, tam nước 160.000 dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, nó sẽ hút nước này và có cho các bác là 4 chế độ luôn. Đó, 4 chế độ luôn nhá. Tam nước 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cá sấu vàng nhá. Cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai đầu như này, hai đầu và một dây thắt lưng nhá. Đây, hai đầu thay rất là đẹp luôn. 160.000 nhá. 160.000 cho 150.000 thôi, 150.000. Nguyên hai cái đầu thay của nó đã là hàm hố rồi. Và đây là hộp đựng này, hộp đựng và dây của nó luôn. Đây, dây của nó thì chất da rất là mềm luôn nhá. Đấy, chất da mềm mịn dùng rất là thích luôn. Hai đầu dây để các bác có thể thay tháo này. Hai đầu dây luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là cá sấu hộp 150k. Hàng đựng trong hộp như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng như này và có kèm cho các bác là đi 4 đầu massage luôn. Đây, con này thì dùng rất là thích này. Các bác nhấn lì cho em là máy sẽ chạy này, con này. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Nó sẽ có cho các bác là 5 cấp độ rung nhá, 6 cấp độ rung luôn. Đấy. Các bác xem đánh vào các bắp tay này. Đấy, các bác đau mỏi vai gáy, đau cổ này. Đấy, các bác đau chỗ nào các bác dùng cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là các cái đầu massage như này nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, có cáp sạc đi kèm này, 4 đầu massage nhá. Lên cho em là súng thư giãn, chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay 50.000. Các bác dùng để mình vắt cam nó rất là tiện, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Chỉ cần đặt ngược cái này, đấy, nó sẽ có khóa cái này rồi. Các bác giữ cái quà này, sau đó thì mình vắt này, vắt xong thì mình uống trực tiếp hoặc rót ra cốc này. Rất là sạch sẽ luôn nhá. Vắt cam bằng tay, giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho cái vắt cam bằng tay như này nhá. Lên cho em là vắt cam bằng tay 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc 40.000 chiếc như này. Đấy, rất là to luôn. 70 1m2 nhá. Đấy, 70 1m2. Đó, 70 1m2 luôn. Đấy, 70 1m2 hoặc 1m4 gì đấy, nói chung là rất là to. Các bác chùm cho người thoải mái luôn. Đó, mỗi khăn tắm như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho một con khăn tắm như này nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. 40k. Các bác lên cho em là khăn tắm nhá, giá sẽ là 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu chăn ga 5 món nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món. Màu này nó sẽ là màu Chanel. Đây, còn màu nào không? Màu Chanel rất là đẹp nhá. Đấy, chăn ga Nhật 5 món lên cho em là màu Chanel nhá. Lấy cái biển kia kìa. Số nó to. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 mét. Mét 8, 2 mét gì đấy các bác nhé. Cũng khá là to luôn. Con này thì em cũng không có đo chính xác. Nó tầm khoảng mét 8, 2 mét nhé. Đúng không? Mét 7, 2 mét các bác nhé. Mét 7, 2 mét chăn khá là to luôn. Đấy, và chăn này thì nó sẽ là chăn thu đông. Nó sẽ có trần một cái lớp bông bên trong. Như này các bác đắp mùa thu cũng được, đắp mùa đông cũng được. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là 3 cái vỏ gối. Bao gồm là 2 vỏ gối thường và 1 vỏ gối ôm. Đấy. Đây, vỏ gối khá là to luôn. 70 nhá. Vỏ gối là 70 40, một vỏ gối ôm và một cái ga như này. Tổng của các bác khi các bác nhận được hàng sẽ là 5 món nhá. 5 món. Giá sẽ là 260.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là chăn ga 5 món 260.000. Bên em bao ship tới tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy trà bếp nhá. Sẽ là 75.000 cho một em máy trà bếp như này. 75k một em. Con này thì các bác dùng để mình vệ sinh bếp này, rồi giặt thảm giặt chiếc, rồi nói chung là đánh cọ vệ sinh đều được hết nhá. Nó sẽ là một con máy như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu bông, đầu vệ sinh, rồi cáp sạc các thứ đầy đủ này các bác này. Đó. Về nhà các bác lắp pin có sẵn rồi. Các bác cứ mài như này chưa? Đó. Đánh nồi niêu xoong chảo bàn bếp ga bếp giếc, còn nói chung là đa di năng luôn. Có cho các bác là giá đỡ này, bông biếc, miếng dán miếng giếc, bông biếc đầy đủ luôn. Giá chỉ có 75.000 cho một con máy như này thôi. Lên cho là máy trà bếp 75.000 nhá, 75.000. Tiếp theo là em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5. Con này thì nó sẽ là cân nhà bếp và cân được 5 kg.
nên bên em gọi nó là cân 5 nhá. Cân 5 như này, lên cho em là cân 5 nhá. Giá thì sẽ là 50.000. 50.000 cái cân 5 như này, nó sẽ là cân điện tử nhá, cân điện tử. Để các bác dùng thì mình cân. Về nhà các bác lắp pin cũng có sẵn pin rồi, cân được 5 cân. Tiếp theo là con robot hút bụi nhá. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. 120.000. Con này thì nhỏ gọn tiện ích nhá. Lên cho em là robot hút bụi này. Đây nó sẽ có cho các bác một cái cáp sạc đi kèm. Và đây các bác xem này, đấy, đây thì nó rất là sạch sẽ như này nhá. Sạch sẽ như này, và khi mấy em hút test thử sản phẩm cho các bác xem. Đây, các bác chỉ cần bật lên này là nó chạy này. Đấy, để đây này. Đấy, nó chạy các bác này. Nó sẽ hút bụi cho các bác luôn. Đó. Thì nếu mà nó gặp mà chỗ nào mà nó chạm đầu này thì nó sẽ tự quay đầu trở lại thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Đấy. Em mới hút có một tí thôi mà các bác xem cái lượng bụi ở bên trong nó khá là nhiều luôn. Đây. Đấy các bác thấy chưa? Đây, những cái bụi mịn nó bay vào này. Đấy, những cái bụi mịn này mới là quan trọng này. Bụi mịn này mới là khó xử lý này các bác này. Đó, chứ còn những cái bụi bình thường thì mình quét đi được, những cái bụi mịn này phải hút thì nó mới hết được. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con robot hút bụi này. Có đầu cáp sạc vào nhà các bác sạc vào cho em nhá. 120k. Lên cho em là robot hút bụi. Giá rất hạt rẻ. Chỉ có 120k thôi. 120.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nối cút nối điện nhá. Đấy, 10.000 một cái và 75.000 cho một chục. Đấy, lên cho em là cút nối điện. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng cút nối siêu tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là cho cái dây điện vào đây, cho dây điện vào đây, luồn dây điện vào đây này. Đấy, mà cái này lên, luồn dây điện và sau đó các bác ấn nó xuống này. Đấy, rất chặt luôn nhá. Lên cho em là cút nối điện, 10.000 một chiếc, 75.000 một chục nhá. 75.000 một chục cho cút nối điện như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tô mì nhá. Đấy, tô mì. Đấy, bát pha mì này. Đấy, tô pha mì. Đây các bác đậy nắp vào cho em. Con này dùng để pha mì rất là tiện, dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít gì đó. Các bác dùng để pha mì rất là tiện luôn, 50k. 50k cho cái tô pha mì như này. Tiếp theo thì em lên thêm cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Cucu nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220V, công suất là 1500W và 2,5 lít, rất là ngon lành luôn. Bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong thì bằng inox, đun nấu cực kỳ là ngon luôn. 130 cành. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá. 8.000 một cái và 3 cái là 20.000. Con này thì hàng siêu bám luôn, siêu bám dính luôn nhá, siêu bám dính luôn. Đấy, trọng lượng của nó lên tới 15kg này, 15kg. Tha hồ thoải mái, các bác cứ dán lên tường mình treo thoải mái luôn, 15kg. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cân 10 này. 120.000 cho con cân 10 như này. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân. Cũng lắp pin nhá. Con này thì rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, lắp pin các bác nhá, lắp pin. Và con này nó cũng có tính năng trừ bì luôn. Có tính năng trừ bì, các bác có thể đặt đĩa lên nó trừ bì cho các bác luôn. Đấy, có tính năng trừ bì luôn. Con này sẽ là 120.000. Lên cho em là cân 10 nhá. Đấy, con vừa nãy là cân 5, con này cân 10, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu vòng nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là cái vòng đây. Cái vòng vòng này là vòng vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một con vòng trầm gỗ như này, giúp cho bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng đeo cổ hoặc là đeo tay đều được nhá. Vòng trầm gỗ một vòng như này là 40.000. Tiếp theo thì vòng trầm gỗ này là 50.000 các bác nhá. 50.000 cái vòng trầm gỗ như này. Còn cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp thì con này nó sẽ là bằng nam châm từ trường và titanium nhá, titanium. Đó, và con này thì sẽ là 40.000. Đây, có các hạt nam châm từ trường như này, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, nó sẽ có các nam châm từ trường như này. Con này thì sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng điều hòa huyết áp, con này sẽ là 40.000, vòng trầm gỗ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Một cái đèn đựng trong hộp như này. Có cho các bác là cả đèn cả bật lửa luôn. Đấy, cáp sạc đây. Và con này thì vừa đèn sáng vừa bật lửa, quay đeo quay sách đàng hoàng. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó, đây, đèn sáng các bác nhá. Đó, đèn rất là sáng luôn này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này, sáng vàng này, sáng đỏ này, nhấp nháy cảnh báo này. Và có cả bật lửa luôn, các bác mở cái này ra này. Giữ lì cái phần hình thuốc lá này là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác nhấn này nó sẽ tắt này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho con một con đèn hộp nhôm như này. Lên trên là một đèn hộp nhôm nhá, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ví. Đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng này. Con này là bên em lên nó là ví hồng 50.000 cho cái ví hồng như này. Đấy, 50k cho mấy em ví hồng như này nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu mài móng tay này, rồi là các cái chi tiết đi kèm đây. Đấy,
ba cái bấm móng nhá, 1 2 3, kéo cắt kéo tỉa đàng hoàng. Bộ này sẽ là bộ ví hồng này thì sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cái bộ ví hồng như này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu ví ví xanh này. Đấy, ví xanh là 100.000. Con này thì hàng đa di năng hơn. Đấy, nhiều hơn, chi tiết hơn, to hơn. Đấy, đây. Con này các bác lên cho em là ví xanh nhá. Ví xanh đây. Đấy, nó sẽ có tới cho các bác là 1 2 3 4 cái bấm móng này, kéo cắt này, rồi mài gót chân trước đàng hoàng. Con này thì rất nhiều chi tiết đi kèm. Con ví xanh này sẽ là 100.000, 100.000 cho con ví xanh như này. Đây, các chi tiết đi kèm khá nhiều luôn. Ví xanh 100. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái này, nó sẽ là 60.000. 60.000. Cái này thì nó sẽ là một cái bộ bộ móng 5 chi tiết như này, 1 2 3 4 5. Lên cho em là bộ móng 5 chi tiết nhá. Ở đây thì các bác lắc ra như này để mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ có cái mài này, một cái lấy giấy tai này và ba cái bấm móng. 60.000 nhá. Lên cho em là bộ móng 5 chi tiết, 1 2 3 4 5, 5 chi tiết nhá. Đấy, giá sẽ là 60.000 cái bộ móng 5 chi tiết như này. Cái này thì nó sẽ có cái công dụng riêng của nó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì siêu khỏe luôn. 260.000 bao ship đến tận nhà. Con này thì chạy bằng điện, siêu khỏe luôn nhá. Khỏe lắm. Con này thì các bác dùng để mình hút thổi bụi, sân sướng các thứ. Rất là ok luôn, cả hút cả thổi luôn. 260.000 cho con hút thổi bụi điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đèn bắt muỗi đen nhá. Con này thì dùng để bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 vào đây. Đấy, và nó có cái ánh đèn hồng ngoại, bật công tắc lên con muỗi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại, nó bay và nó sẽ chết. 120.000 đèn bắt muỗi đen nhá. Đây, đấy, nó bay và nó chết luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Con này thì khá là nhiều chức năng luôn nhá. Đấy. Khá là nhiều chức năng luôn, xem giờ rồi các bác có thể là đo nhịp tim, đo huyết áp, khá nhiều chức năng luôn. Đấy, đồng hồ T8 có đốc sạc đi kèm. Chất của nó là thân của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đây là cái phần đuôi sạc đây. Về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Đó. Hàng này thì vận chuyển từ nước ngoài về, để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Các chức năng của một con đồng hồ như này. Đây, đầy đủ các cái chức năng của nó này. Về nhà các bác có thể kết nối đo nhịp tim, đo huyết áp, các kiểu con là điều luôn. Đây, nó sẽ hiện lên như này nhá. Giá sẽ là 170.000, đồng hồ T8 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái đèn thần tài nhá. Đây, đây nó sẽ là một con đèn thần tài như này. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đó, 60.000 thôi. Con này thì khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lật ngược lên cho em, đậy nắp vào này. Đấy, có công tắc, bật công tắc lên nữa nhá. Vỗ nhẹ nó sẽ lên, vỗ nhẹ nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi này. Đó. Một là vỗ, hai là thổi, tùy theo nhá. Có thể vỗ hoặc thổi, các bác lưu ý cho em. Hoặc chạm này nó sẽ lên này. Đấy, rất đơn giản thôi. Hoặc các bác có thể thổi cũng được. Đó. Và tắt cái công tắc này đi nhá. Đấy. Giá sẽ là 60.000 cho con đèn thần tài như này. 60.000 cho một em đèn thần tài nhá, 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái xịt xoang mũi nhá. 35.000 một lọ và 3 lọ sẽ là 100.000 xịt xoang mũi. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi rồi các bệnh về mũi, xịt con này cho em rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy. Con này. Đó, nó sẽ là dạng xương mảnh như này, giúp cho các bác xịt. Các bác xịt trực tiếp vào xoang mũi cho em, rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Lên cho em là xịt xoang mũi, giá sẽ là 30.000 cho một lọ nhá. Đấy, xịt xoang mũi. À, 35.000, 3 lọ 100. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái máy hút bụi đây. Đấy, hút bụi chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Hút thổi bụi chạy bằng pin. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, rất khỏe luôn. Các bác thấy không? Rất khỏe luôn nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Đấy. Rất khỏe luôn. Hàng của Tamasio. Đấy, Tamasio Made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, có đầu hút, đầu thổi, đầu bông, đầu viếc, cáp sạc đầy đủ luôn. 170.000 cho con hút thổi bụi chạy bằng pin như này, hút thổi bụi pin 170.000. Ngoài ra thì các bác lên cho em là hút thổi bụi đại nhá. Con này là 450.000. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện và siêu khỏe luôn. Con này nó chạy bằng điện và rất là khỏe nhá. Đây. Đấy, các cái chi tiết đi kèm của nó này, các bác có thể lắp đặt vào như này. Con này là hàng đại nhá, 450.000. Chạy bằng điện siêu khỏe luôn. Đấy. 450.000 cho cái combo như này. Đây, cái đầu hút to của nó này. Đấy. Thân máy cái thứ này. Con này là cắm pin nhá. À, cắm điện nhá, cắm điện. Siêu khỏe luôn các bác. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm. Con này thì lực hút của nó thì khủng khiếp rồi. Đấy, tới lên tới 1000W nhá, 1000W. Đấy, rất nặng luôn. Đó.
dùng thì các bác có thể nối dài và để mình hút bụi biếc. Nói chung là con này thì hàng chấm hết rồi, con này thì các bác yên tâm sử dụng thôi. 450.000, có thể để trên xe ô tô này, hoặc các bác có thể dùng trực tiếp này. Đấy, 450.000 cho con hút thổi bụi như này đây. Đấy, rất tiện luôn nhá, kết nối vào đấy, cả hút cả thổi luôn. Con này các bác có thể dùng để mình bơm phao này, đấy, bơm phao bơm bóng đều được nhá. Đây nó bơm phao này các bác này, đấy, rất đa di năng luôn. Hút thổi bụi nhá, 450.000, chạy bằng pin. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kẹo chuột nhá, 30.000 cho một hộp như này, 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đây, 80g. Cái này siêu nhạy luôn, rất thu hút chuột nhá. Màu hồng này thu hút chuột luôn, kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái gói kẹo chuột này thôi, 30.000 nhá. Tiếp theo thì cái đế nóng này, 130.000 cái đế nóng như này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đây, nó sẽ làm cái đế như này. Đấy, đế bằng ga, cắm điện trực tiếp điện 220 và có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đó, 130.000 cái đế nóng này, rất là tiện luôn. Pha trà và chiếc các thứ rất là tiện nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vít xanh nhá. 40.000 cái bộ vít xanh như này. Đấy, đây nó sẽ là đầu nối dài này và 30 đầu vít đi kèm như này. Đấy, rất tiện, các bác có thể dùng để mình sửa chữa đồ và lặt vặt linh tinh, 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái Phương ơi. Nó sẽ là một cái đây, một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là hai món như này. 100.000. Phương ơi. Cái này tên nó là cái gì đi? Ca lọc dầu à? Đây nó sẽ là cái ca lọc dầu như này nhá. Các bác có thể lắp cái này vào cho em này, 100.000. Ngoài lọc dầu thì các bác có thể dùng để mình chiên khoai tây rồi ca chiên dầu nhá. Lên cho em là hả? Cái gì tắt hai quả bóng đi, cái tên nó là gì? Ca chiên dầu các bác nhá. Đấy, các bác có thể đun bếp ga bếp từ thoải mái luôn, đặt lên. Đấy, mình có thể chiên rán xào nấu đều được hết. Sau đó thì ví dụ khoai tây cái thứ hoặc là các cái đồ chiên mình bỏ vào đây chiên xong thì mình bê ra, rất là tiện nhá. Lên cho em là ca chiên dầu, giá sẽ là 100.000 cho cái bộ ca chiên dầu này thôi, 100 cành nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái sản phẩm, đó là một cái thùng gạo nhá, 180.000 trong cái thùng đựng gạo như này, 180k trong cái thùng đựng gạo, hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật đây. Đấy, Hikori. Con này thì đựng được một yến gạo này, các bác cứ đổ gạo vào đây cho em xong, đổ gạo đậy nắp vào. Đấy, đựng được một yến gạo đây, có cả cái ca này luôn, cái ca này các bác vừa để vo gạo được luôn nhá, ca này dùng để vo gạo được luôn. Đựng được một yến gạo, các bác cho vào nhấn đây cho em, nhấn đây là nó sẽ gạo nó sẽ rơi xuống này, đây nhấn vào đây là gạo nó rơi xuống, rất là tiện luôn đó. Thì các bác cứ đổ tràn lên đây thì cái đáy nó sẽ ăn trước, để gạo cũ ăn trước, các bác dùng nó rất là tiện. 180.000 cho cái thùng gạo như này, lên cho em là thùng gạo 180.000 rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhá. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này, giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên cho em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng made in Japan này, đó, kéo cành đúc hàng made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, made in Japan này. Đinh đai, ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Rất sắc bén quá này, rất sắc bén luôn. Cắt cành to cành nhỏ đều vừa hết nhá, có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Kéo cành đúc này. Đó. Kéo cành đúc giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát. Giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này.
bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy, một cái hệ thống ống như này, kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000, các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút, bình nước rửa bát to ấy, thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này. Rất là tiện luôn. Các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Gàng và tiền dụng. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó. Quá thấy không? Rất là tiện luôn. Cụ bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát. Rất gọn gàng và tiện dụng. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này. Đây. Đấy, thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này, xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại, điện thoại, giấy tờ, ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá. 30k thì cái túi đựng điện thoại như này thôi, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi điện thoại, túi đựng điện thoại 30.000, túi điện thoại này 30.000 à, 40k các bác nhá. 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó. Đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là tất vỉ nhá. Lên cho em là tất vỉ này. Tất vỉ 90k 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy cái máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng, các bác cho nước vào đây chị em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy, các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây chị em. Đó, đây. Nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra, sau đó thì cho nước vào đây chị em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó. Đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy. Bàn là đứng như này thì giúp cho các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn, không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó. Nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục cho nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng giá sẽ là 370k. 370.000 thì con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông báo chống trộm nhá. Đấy. Lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy. Và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này. Có on up các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy, thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin này rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này. Đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao. Bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi, ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa, lên cổng cho em, gắn lên cửa, lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm như này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là hạt rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành cho cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000. Đấy, 30k một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này.
Đấy, dây thì giống nhau thôi, nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây, đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm. Giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vắt cam bằng tay, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có 1-2 quả cam, các bác chỉ cần đặt lên như này cho em, vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi, uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên cho em là vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này. 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5cm và miệng của nó thì khoảng 2,5cm. Đấy, như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước, hàng của Kabushi Japan như này. Cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Thì mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá. 110k. Lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42, giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích chó nữa này. Đấy. Em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó. Xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó. Đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này đều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k cho một con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, cui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Đừng quên cho em xin nút like nhá. Cái này 25 đúng không? 25. Đọc giá luôn. 25, đúng không? Cái này là 40 này. Cái này. Cái này lấy đủ bộ cho anh. Cái này là 10 à? Cái này là 15. 15. 15k một cái bàn chải này các bác nhá. 15.000 một cái bàn chải này. Đấy. Đây các bác lên cho em là bàn chải cầm tay nhá. Bàn chải cầm tay như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xong nồi rồi nói chung là đa chức năng được luôn. Đấy, tắm rửa kỳ cọ chân tay rất là sạch luôn. Đấy, cầm như này, rất là tiện nhá. 15k một chiếc, mua 3 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 3 cái 40.000. Lên cho em là bàn chải cầm tay này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa của Nhật nhá. Đấy, đũa đen của Nhật như này. Đũa này thì bên shop bán là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Đũa được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng. Đấy, đây. Được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng này, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống vi khuẩn nhá. Giá thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên cho em là đũa Nhật 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bốn cưa kéo này. Đấy. Cái bán lẻ bao nhiêu?
bộ 4 cưa kéo như này. Nếu mua combo 4 món thì giá của nó sẽ là 160.000. Đấy, mua lẻ thì con kéo cắt cành này thì sẽ là 70k này. Đó. Con cưa gấp trắng đen này thì sẽ là 50.000 này. Đó. Con cưa lách thì sẽ là 40k nhá, 40k. Và con kéo tỉa 25 này thì tỉa 25 này thì sẽ là tỉa 20 bao nhiêu? 50.000, lấy cái tỉa 25 luôn, 50.000 nhá. Đấy. Các bác mua lẻ thì nó rất là đắt, còn mua combo thì giá chỉ có 160.000 thôi. Combo sẽ là 160.000 cho một cái bộ 4 món như này. Đấy, bộ 4 món như này. 1 này, 2 3 4 món. 4 món sẽ có là giá là 160.000. Đấy, còn mua lẻ thì con kéo hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan hết. Con kéo cắt cành này sẽ là 70.000 này, 70.000. Đấy, con cưa gấp đây. Cưa gấp trắng đen. Cũng hàng của Nhật luôn. Đó, Japan các bác này. Đây. Con này thì sẽ là 50.000 nhá, dài là 30 cm. Đó, 50.000. Đấy, tiếp theo là con cưa lách 40.000. Đấy, 40.000 cho con cưa lách như này. Đây, Japan các bác này. Đó, đều hàng của Nhật hết nhá. Cưa lách 40.000. Và con kéo tỉa 20 cm, dài 20 cm này, con này cũng là 50.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái súng xịt cái này nó sẽ là súng xịt nước nhá. Đấy, súng xịt nước giá sẽ là 150k trong con súng xịt nước như này. 150.000 cho một con súng xịt nước như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi cọ rỉ nhá. Đấy, con này thì các bác để đánh kỳ cọ rỉ nó sẽ là bằng thợ xếp sợi thép vàng như này. 15k trong cái sợi cọ chổi cọ rỉ như này nhá. Kỳ cọ rỉ xét hoặc là các bác đánh rêu, đánh giếc mọi thứ đều ok hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây thít nhá. 25.000 cho một bịch này. Một bịch này sẽ là 250g. Nó sẽ có kích thước là 40 kích thước của nó sẽ là đi 20 25 và 30 nhá. Chiều dài của nó này sẽ là 20 25 30. Đấy, đều là 250g đấy. Lên cho em là dây thít nhá, dây thít. Đó, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy xay bằng tay nhá. Con này thì các bác 245.000 cho con máy xay bằng tay như này. Đấy, con này các bác dùng thì mình xay gọi là xay các loại đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại đều ok hết đây. Các bác có thể đưa trực tiếp vào cốc hoặc là vào bình là mình bật điện lên là mình xay thôi. Rất là tiện luôn. Máy xay nhá. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Đây, nó có cái đầu nghiền và đây nó sẽ có bánh con đây. Rất là tiện các bác này. Đấy. Nó sử dụng bằng điện nhá. Đây các bác này, sử dụng điện như này. Đấy. Các bác chỉ cần cắm điện vào, nhấn nút cho em là xong. Và đây nó sẽ có cái cánh chém như này. Khi rửa vệ sinh nó rất là dễ. Các bác muốn xay các cái loại hoa quả trái cây chỉ cần đưa vào cốc cái là xay là xong. Giá thì sẽ là 245.000, sử dụng điện 220V nhá. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước và dùng nó tiện ích ạ. Các bác dùng máy xay sinh tố thì mình đi rửa giấy nó rất là phức tạp lằng ngoằng, mất công, nhưng con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái áo mưa các bác này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa như này. Bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cả bộ như này luôn. Cả bộ như người ta mặc trên hình này này. Đấy, chỉ có một bộ thôi. Cái này chụp nó cả hai nhưng chỉ có một bộ thôi nhá. Một quần một áo nhá. Một quần một áo như này, bộ quần áo mưa. Đó. Combo của nó là sẽ là một quần một áo như này nhá. Một quần một áo như này. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu Tú Phong nhá. Đó. Giá thì sẽ là 195.000 nhá, bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. 195k cho bộ quần áo mưa như này nhá. Bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá. Đấy, mũ nồi bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu như này. Đấy, màu đen và màu nâu cho cái mũ nồi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái mũ nồi như này nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Đấy, đội vào thì rất là ôm form, ôm dáng đẹp. Đây em đội thử cho các bác xem luôn. Đó, trực quan. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là đẹp luôn, ôm form ôm dáng cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn, các bác thấy chưa? Đó, 100.000 nhá. 100.000 cho con mũ nồi da như này. Ở đây thì có hai màu, màu đen và màu nâu, 100k một chiếc. Chất liệu bằng da các bác nhá. Đó, chất liệu bằng da rất là đẹp luôn. Đấy, ôm form ôm dáng rất là đẹp, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia chuột không dây nhá. Đấy, chuột không dây. Con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin và có kèm pin cho các bác rồi. Đây, có kèm pin cho các bác luôn, một con chuột không dây như này. Pin con dạng pin con thỏ to và có kèm pin luôn. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đây, tháo con này ra này. Đấy, lắp pin vào đây này. Đấy, lắp pin vào đây. Đó, có sẵn pin cho các bác rồi. Tháo ra lắp pin vào cho em là xong. Đó. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Đấy, bên em có về được có 20 con thôi. Đấy.
chuột không dây rất là tiện luôn. Đây là cái thân chuột của nó này, đây cái chip của nó này. Đấy. Các bác mở cái nắp này ra là nó sẽ có hết luôn. Con này thì cái độ thiết kế của nó rất là ôm tay nhá. Các bác dùng không bị mỏi tay, rất là ôm tay luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây, Logitech này, hàng của Nhật này. Đó. Tem mác đàng hoàng. Con này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi rất là nhiều nước luôn. Giá thì các bác lên cho em là chuột không dây nhá. Thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là 90.000 cho con chuột không dây này thôi. Đấy, hàng nguyên cái khâu đóng gói của nó, hàng của hãng nó đã chất lượng rồi các bác này. Đấy, chuột không dây xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. 90k cho cái chuột không dây như này nhá. 90.000 cho cái chuột không dây như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Cái bộ rổ nhá. Đây. Đấy. Bộ rổ vuông như này nhá. Một cái bộ rổ vuông như này. Giá thanh lý cho các bác sẽ là 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng của nhựa của Việt Nhật này các bác này. Đấy. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, các bác theo. Rất là bền dẻo dai luôn. Combo cho nó sẽ là 3 rổ 3 chậu nhá. 3 rổ 3 chậu 90.000. Đấy. 3 rổ 3 chậu như này. Cứ từng cặp một. 3 rổ 3 chậu đây. Đấy. Lên theo là rổ vuông nhá. Rổ vuông giá của nó sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. 90.000. Tiếp theo thì qua lên cho em là cái giấy lau bếp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giấy có tẩm sẵn các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa tự nhiên nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đây. Đấy. Ví dụ đây em viết cái vết mực ra này, viết cái vết mực ra này. Đấy. Tẩy phát sạch luôn các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Đây, tẩy sạch luôn, các bác thấy không? Đó. Tẩy sạch luôn các bác nhá. Thì các bác cứ dùng thì mình tẩy rửa này. Rất là tiện ích cho em luôn. Đó, đây, nó sẽ tẩy ra như này, rất sạch luôn nhá. Giá sẽ là 2 cái lau bếp này 25 à? Lau bếp này 25 à? 25k nhé. Lên nhau là giấy lau bếp 25.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ thì sẽ là 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này và một cái bộ thẻ như này. Bộ thẻ thì nó có vài trăm cái thẻ luôn. Đấy, vài trăm cái thẻ luôn. Đây, có cả tiếng Việt tiếng Anh bật nguồn lên cho em này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đây. Bố. Father. Đó, cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, nó rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn, rất nhiều chủ đề khác nhau luôn nhá. Đó, nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các bác, cho các em nhà mình học tập nhá. Có tới là 112 thẻ với 210 ngôn ngữ khác nhau. Đó. Lên nhau là máy đọc thẻ, giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. Đấy, máy đọc thẻ giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đây, tiếp theo là bộ bao hũ gia vị nhá. Một cái bộ bao hũ gia vị như này, giá sẽ là 60.000 nhá. 60k. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ba cái hũ gia vị như này nhá. 60.000 cho một cái bộ bao hũ gia vị như này. Hàng này thì nó rất là tiện ích các bạn. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái hàng mà đây, mở nắp ra này. Đấy. Mở nắp ra này. Đấy. Có cả thìa luôn. Đây. 60.000 cho cái bộ bao hũ gia vị như này. To đẹp các bạn. Đấy. Muối mắm mì chính hạt tiêu các bác cho đây cho em. Đó. Bộ bao hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy thái rau. Con này thì chuyên dùng để thái rau củ quả rất là tiện luôn. Đó. Đây, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, lắp đặt vào cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Máy thái rau củ quả nhá. Một cái bộ combo máy thái rau củ quả như này, giá sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. 100k cho con máy thái rau như này. 100k. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ chống nắng nhá. Đấy, mũ chống nắng như này. Đây, mùa nắng các bác đội vào cho em. Đấy, chống nắng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho con mũ chống nắng như này. Cái mũ chống nắng này bao nhiêu nhỉ? Đấy, 100.000 đợt này thanh lý cho bác giá còn 70.000 thôi. 70.000 cho con mũ chống nắng như này này các bác này. Đấy, cái này là các bác bịt mặt đằng trước này. Đấy, còn cái này nó sẽ chùm vào đằng sau này. Chống nắng cực kỳ tốt luôn. Giá 100 thanh lý còn 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá, 25.000. Đấy, bếp ga nào cũng vừa hết, các bác chỉ cần đặt vào cho em là theo nó cái khớp như này là xong. Đặt vào thì nó sẽ vừa là chắn gió vừa là giữ nhiệt cho cái nhiệt nó đẩy hết lên nồi, thì khi các bác đun nấu nó sẽ rất là ngon lành và sạch sẽ nhá. Đấy, ngon lành sạch sẽ, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó dạng như là nó giữ nhiệt tốt hơn, đun nấu nó nhanh hơn đó nhá, đun nấu nó nhanh hơn. Đấy. Đây em sẽ cho các bác xem trực quan cái máy thái rau của bên em. Các bạn xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Máy thái rau củ quả.
đây các bác này. Đấy, các bác lắp vào này. Đấy, đây là sử dụng thực tế luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Các loại rau củ quả nhá, rất là tiện luôn. Đấy các bác theo, rất là tiện luôn nhá. Các loại rau củ quả đưa vào được hết, thái lát thái sợi. Đấy, các loại lưỡi của nó đây, các bác lắp vào cho em là xong. Vệ sinh dễ dàng các bác nhá. Đó, giá thì sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này. Ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện nhá. À, đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây, lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành nhưng con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước này thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304.
Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 207 nha. 308 Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng Inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên theo là đèn cúc áo 30k, có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá bỏ tăng cái thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác thấy không? Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái sản phẩm đó là kia cái này chống đau lưng à, nó gọi là cái gì? Cái tựa lưng nhá. Giá là 50 cành, đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy. Còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy. Đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây. Rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây. 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ. Thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này. Giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m2, 1m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 30-40 nghìn rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp, giá chỉ có 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá. Giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi. 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo xoong, đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn, thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo xoong nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop bảo huấn, cơ số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000. Hàng thì nó của thương hiệu Kaisavilla, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy.
mở nắp ra đẩy vào này. Đấy. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá. Đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi. Rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000, lên bạn thì em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc hàng của Nhật 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó có sẵn đâu. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này, nói chung là các bác dùng con này cho em thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Made in Japan các bác nhá. Made in Japan 280.000, dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh, 40.000 một bánh như này và 101 cho 3 bánh nhá. 342 101 luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật này. Đó. Thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhá. Đấy. Hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật thế này. Cực kỳ là dây này là dây 2.5 nhá, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây. Japan CU các bác này. Đây. Đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5, dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Anh em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây. Đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. À, cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp. Hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đây, cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó. Gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối bằng nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng mà không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình. Rất là tiện ích luôn, máy tiết kiệm điện 60.000. Các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bộ ấm trà đồng nhá, bộ ấm trà đồng như này. 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Lên cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy. Bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận mà nhá.
6 chén một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 các bác nhá. Đấy, 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà, rồi nói chung là đa di năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Giá sẽ là 450.000 cho bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm, nó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống của Nhật, con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cho cái bột thông cống như này. Còn cái chai chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cho cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mà sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái kính mắt đổi màu nhá. Con này thì có hộp biếc đàng hoàng. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con kính mắt đổi màu như này các bác này. Đó. Khi các bác đeo vào thì nó sẽ đổi màu phù hợp với ánh sáng các bác nhá. Đấy, phù hợp ánh sáng này. Đấy thì các bác dùng rất là thích luôn. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, khung gọng bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là kính đổi màu nhá. Các bác đi dày nắng, dày mưa đều ok hết nhá. Dày nắng, dày mưa, dày dâm đều ok hết, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đi ban ngày, ban đêm đều ok hết. Giá thì sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Có hộp hiếc đàng hoàng luôn, hộp hiếc các thứ chống sức đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, mình bỏ vào hộp này mình dùng cho nó tiện này. Lên cho em là kính đổi màu, có hộp hiếc đàng hoàng, hàng của Nhật nhá. Kính đổi màu 150.000. Kính đổi màu này. Kính đổi màu nhá. Lên cho em là kính đổi màu. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 100.000 nhá, 100.000 cho con kính đổi màu như này. Đấy, 150.000 gạch đi, giá chỉ còn 100.000 thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này. Đấy, nôm na là về nhà các bác chỉ cần là xoáy quả bóng điện cũ ra, xoáy vào cái đuôi mới cho em và xoáy cái đuôi này vào cái đuôi mới này. Và cái đuôi cũ của các bác ấy là mình dùng được thôi. Nó sẽ có cảm biến chuyển động, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó tắt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đuôi trực tiếp. Đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này, đuôi hai đầu xoáy trực tiếp nhá. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đó, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bình tông 2 lít nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Hàng inox 304. Đấy, hàng inox 304, hàng của Nga Ngố nhá. Hàng của Nga Ngố. Hàng của Nga Ngố rất ngon lành cho bác luôn. Đây, CCCP này. Hàng của Nga Ngố và có cho các bác là một cái bao da đeo như này, rất đẹp, rất lịch sự luôn. Giá sẽ là 130.000. Lên theo là bình tông 2 lít nhá. Bình tông 2 lít này. 2 lít 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con nhẫn đồng hồ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Một con nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, đeo vào tay cho em này. Đó. Vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất lịch sự nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là đi nhẫn đồng hồ 50 à. Nhẫn đồng hồ giá chỉ có 35.000 thôi nhá. Nhẫn đồng hồ này. Lên cho em là nhẫn đồng hồ, giá sẽ là 35.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Hộp lưỡi câu, một hộp này thì nó sẽ là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá, và đủ kích thước đủ mẫu cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một hộp này thì sẽ là từ 70 đến 100 chiếc, đủ mẫu đủ kích thước, tha hồ các bác sử dụng luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một vỉ lưỡi câu như này nhá. 20.000. Lên cho em là vỉ lưỡi câu, giá sẽ là 20.000 cho một vỉ một hộp như này. Hộp lưỡi câu giá sẽ là 20.000, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 20.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly đồng nhá. Đây nó sẽ là một cái ly đồng như này. Đấy, ly đồng như này nhá, nó rất đẹp các bác này. Đấy, một cái ly đồng rất là đẹp luôn. Và giá thanh lý cho các bác 40.000 cho một con ly đồng như này nhá. 40.000 cho một cái ly đồng như này. Đấy, 40.000 cho một ly đồng như này. Đấy, rất đẹp các bác này. 40.000 một chiếc. Lên cho em là ly đồng. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, miệng của nó thì vào khoảng là 2,5 cm nhá. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình tiếp khách này. Đấy, chè chén, hoặc là các bác dùng để mình
cúng lễ cũng rất là ok nhá, ly đồng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái qua lên mã giúp cho em, đó là cái đây nó sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu nhá. À, đây sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Đây, nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật, đường kính của nó là 20 cm. Hàng của Nhật đường kính 20 cm các bác này. Đó. Một con nồi chiên ngập dầu như này. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 100 nghìn cho một cái nồi chiên ngập dầu như này nhá. 100k cho cái nồi chiên ngập dầu như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, 100 nghìn cho cái nồi chiên ngập dầu như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô. Bao gồm là ba cái tô các bạn. Đấy, ba cái tô như này nhá, bộ ba tô. Hàng inox như này nhá, bộ ba tô. Hàng khá là to đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, ba cái tô như này. Cái bộ ba tô này bao nhiêu đây? Vật muỗi. Bộ ba tô như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba tô. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90k cho cái bộ ba tô như này nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ ba tô như này. Sản phẩm hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Con bé nhất này thì của nó đường kính của nó sẽ là dung tích của nó là 700ml nhá. Con to này là 1.2 lít và con to nhất này của nó là gần 2 lít, 1.8 lít này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm. Đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đấy, bộ ba tô như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. À, vật mũi đứng đúng rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có cả chân đế sạc hẳn hoi nhá. Đấy. Có chân đế sạc về nhà thì các bác muốn sử dụng mà bắt muỗi ban đêm thì các bác bật cái đèn này lên cho em này, bật cái đèn hồng này lên. Đó. Sau đó thì các bác cắm cái cục sạc này vào trong ổ điện thoại nhà mình thôi, cắm vào cái củ điện thoại nhà mình là xong. Đó. Đây. Thì nó dùng để vừa để bắt muỗi vật muỗi các thứ các bác này. Đó, và ánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Hàng dày dẫn cứng cáp ngon lành thành đào cho các bác luôn. Đó. Có chế độ bắt muỗi tự động này, vừa làm đèn ngủ vừa bắt muỗi tự động này. Đấy. Lên mã giúp em là vật muỗi đứng, giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cái vật muỗi đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà dung tích là 1 lít. Con này đang bán bao nhiêu đây? Giá thì chỉ có 100.000 thôi nhá, 100.000 cái ấm pha trà dung tích 1 lít như này. Có kèm cho các bác là một cái lưới lọc luôn. Đấy, các bác cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây cho em, xoáy vào nó, sau đó thì mình châm nước vào thôi là mình sử dụng thôi. Pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Rót thì nhấp vào đây cho em này. Đấy. Lên cho em là ấm pha trà, giá sẽ là 100.000 nhá, dung tích 1 lít. Ấm pha trà, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Giá thì sẽ là 80.000 cái bóng tròn tích điện như này. Đấy. Ở đây thì có cả cho các bác là một cái điều khiển luôn, một cái điều khiển như này nhá. Đấy, một điều khiển, một dây cắm sạc, một điều khiển này và một con bóng như này. Đấy. Về nhà thì các bác có thể là sạc pin vào cho em. Con này thì nó sẽ là bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em bóng tròn tích điện như này. Đấy. Rất là sáng luôn mà dùng nó rất là tiện. Ở đây con này thì nó đang bị hết điện hết rồi. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, sạc vào cho em. Đấy, nó hết điện các bác nhá. 80.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy qua lên mã giúp cho em đó là máy hút bụi đại nhá. Đấy. Con hút bụi đại này thì khá là nhiều chi tiết luôn, nó rất là to, công suất của nó là khỏe lắm. Và nó sử dụng điện 220V nhá. Đây. Đấy, một cái đầu ống hút như này các bác này, một cái đầu ống hút như này các bác có thể kết nối vào cho em này. Đấy. Một đầu ống hút như này. Và một thân máy khá là to luôn, sử dụng điện 220V. Và công suất của nó thì rất là khỏe luôn các bác. Đây, công tác ở đây các bác này. Đấy. 1000W, công suất cực khỏe luôn. Em test cho các bác xem luôn. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây. Cắm điện 220 bật lên này. Đấy, bật không? Hút này. Hút sâu được không các bác này. Đấy, hút chưa? Đấy. Hút rất là mạnh nha. Có công tác ở đây nhá. Hút rất là mạnh các bác này. Các bác thấy nó hút khủng khiếp luôn nhá. Lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Giá thì sẽ là con hút bụi đại này bao nhiêu đấy? Hút bụi đại này bao nhiêu đấy? Rất là nhiều các loại đầu kết nối đầu hút luôn. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Giá của nó sẽ là 450.000.
450k cho em hút bụi đại như này. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55k nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bác này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là người ga mini 100.000. Đó. 100.000 thì bếp ga mini như này. Các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá. Đó. Các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này. Kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga đây cho em. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua cái này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy. Nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây, rất thơm luôn nhá. Lên tay, lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi thôi, sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm như này thôi nhá, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ, vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình chà cọ kỳ rửa, không cần phải động tay vào xà bông nhá. Và các bác có thể cho xà bông trực tiếp ở đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp ở đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1.000W luôn. Đấy, 1.000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi.
giá sẽ là 260.000 các bác nhé. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng cái này, nó là dòng viên này, nó là viên viên một hộp như này, và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, và không không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 50.000. 50k trong hộp cái này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này, và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng quá đây. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bạn. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên cho em là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người. Inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Hàng của thương hiệu của Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea. Đây, Korea, made in Korea. 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k. 150k cho cái súng xịt rửa xe như này thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha. Màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá. Sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó,
hàng nội địa của Nhật made in Japan nhé. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã lâu. Đấy, các bác dò đây xem này. Đó. Rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt MP3 để nghe nhạc rất ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này đấy, kết nối các giác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra. Đó, để lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm. Đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây, điều khiển đồng hồ ở đây này. Đó, chỉnh giờ đằng sau này, rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này, được ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips, sản xuất ở Thái Lan nhá. Philips made in Thái Lan các bác này. Đó. Chiều dài của nó thì sẽ là 39 cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 29 cm. Một con bếp từ hàng thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng nha các bác này. Made in Thái Lan, kính cường lực dày 5 ly nhá, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một con bếp từ như này các bác này. Có tặng kèm một cái nồi nhá, tặng kèm một cái nồi. Cái nồi này khi các bác nhận được hàng thì có thể nó bị bóp méo thì cái này hàng tặng thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Lên cho em là bếp từ Philips nhé, ghi giá lên luôn đi. Bếp từ Philips này. Philips giá của nó sẽ là bao nhiêu? 350.000 à? 350k nhé, 350.000 thì cái bếp từ Philips như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái... cái đồng hồ nhá, một cái đồng hồ treo tường như này. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20 cm thôi, vào khoảng 20 cm thôi nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 75.000. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em là chạy là ok thôi. Đó, con này thì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 75.000 cho một con đồng hồ như này, đường kính khoảng 20 cm. Về nhà các bác treo tường, treo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nói chung là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, các bác cần xem giờ treo hết vào cho em, rất tiện ích luôn. Đầy đủ phòng bếp, phòng ăn, nhỏ gọn, tinh tế các bác nhá, rất đẹp luôn. 75k nha, lên cho em là đồng hồ treo tường 75k này. Đấy, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ đúc, ổ điện 3 tầng. Đấy, cái này bao nhiêu? Hả? 150k nhá. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Đây này. 150.000 cho cái ổ điện 3 tầng như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 này, 5 6, tức là có 4 mặt, mỗi mặt là 3 ổ, tổng là 12 ổ. Có đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt, có USB nhá, có chân USB như này. Đấy, giá là 150.000, con này thì các bác cắm đa di năng luôn, dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá, trên 1 mét. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Có phải không? Vỉ kẹp quần áo. Vỉ kẹp quần áo nhá. Vỉ kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc, vỉ kẹp quần áo này. Đấy, vỉ kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một vỉ 20 chiếc như này. Đó, cái này thì các bác dùng để mình kẹp quần, kẹp áo rất là tiện luôn. Đây. Đấy, kẹp như này các bác này. Đấy. 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Khăn rửa bát nhá. 10.000 ba cái nhá, 10.000 ba cái và 25.000 một chục à. 25.000 cho một chục cái như này, 25.000 cho một chục cái như này nhá. 10.000 ba cái, 25.000 một chục cái nhá. Các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, cái bóng đèn ba cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 45W, bóng đèn ba cánh 45W như này. Và giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con bóng đèn ba cánh 45W như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Ba cánh 45W. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen sen quạt tăng áp này. Đấy, giá sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là cả sen cả dây, không có giá đỡ nhá. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, bao gồm là cả lọc, lõi lọc này. Đấy, lõi lọc, một cánh quạt giúp tăng áp lực nước này. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, có điều chỉnh ngoắt nghéo này. Đấy, có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Giá cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ như này. Đấy, 90k cho một cái bộ như này các bác nhá. 90k. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít đen trợ lực này, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây vít. Đấy, có hai đầu và có trợ lực rất là tốt luôn. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều trợ lực luôn nhá, xoáy nhanh đảo chiều trợ lực rất là ngon luôn. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này
giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Lên cho là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60.000 cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là tất cả các cái đầu vít, đầu mũi rồi máy khoan như này, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều này, có cho các bác là cả xoay đảo hướng luôn nhá. Đấy, từ cái hình khẩu súng thì các bác lại xoáy ra thẳng được như này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, có cả đầu mũi khoan mũi khiếc như này nhá, đầu mũi khoan, đầu vít này, rồi 30 đầu mũi vít như này các bác này. Các đầu như này đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ khoan mini như này nhá. Lên đây là khoan mini 180.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn các bác lên trên là đèn dầu nhá, giá sẽ là 130.000. Về nhà thì các bác cho dầu vào đây là đốt thôi. Đấy, nâng cái này lên này, nâng cái này lên. Đấy, các bác vặn lẫy vặn liếc này, cho dầu cho liếc này. Nói chung là các bác có thể tùy chỉnh để mình sử dụng rất là tiện ích luôn nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác nâng cái này lên, châm vào đây này. Đấy. Rồi bấc có thể xoáy điều chỉnh tăng giảm bấc này, tăng giảm bấc ở đây này các bác này. Đấy. Rồi các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây cho em. Vừa để trang trí đề co, vừa để thắp ban thờ, thứ rất là đẹp luôn, 130.000. Đèn dầu 130.000. Các bác lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Nai, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn, tất vỉ như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này, rất đẹp luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành cho bác luôn, tất vỉ 10 đôi. Đó, hàng của thương hiệu Nai của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, 90.000 một vỉ 10 đôi, mua một vỉ này dùng quanh năm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví thanh lý nhá. Ví thanh lý bên shop bán cho các bác với giá đó là 40.000 cho một chiếc ví da bò thanh lý như này. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con ví da bò thanh lý như này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. 40.000 một chiếc nhá, có màu đen và màu nâu. Có màu đen và màu nâu như này. Nếu mà các bác lấy hai chiếc tính giá cho các bác 70.000. 70.000 cho hai cái ví, giá cực rẻ luôn, 40.000 một chiếc. Ví da bò tự nhiên nhá, chất liệu ở đây của em là nó là hàng da bò 100% nhé, hàng da bò 100% bảo hành cho các bác luôn. Đây, chất liệu da bò các bác này, về nhà các bác có thể đốt thoải mái luôn, cho các bác lấy bật lửa đốt thoải mái luôn nhé. Đấy, bật lửa đốt thoải mái luôn. Ví da bò 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc đó, và 70k trên hai cái nhá, trên hai cái luôn, 70.000 hai chiếc, giá cực kỳ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo là cái bát úp mì nhá, bát úp mì 50.000 cho một con bát úp mì như này đó, 50k là cái bát úp mì như này nhá. Cái này rất là tiện này, các bác ăn mì này, ăn cơm này, rồi là nói chung là phở này, nắp rất là chặt luôn, nắp rất là khít luôn. Đó, nắp rất khít như này thì dùng cũng rất là tiện ích luôn. Bát úp mì nhá, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k trong con bát úp mì này, rất tiện ích luôn. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện ích các bác này. Đó, 50.000 cho con bát úp mì như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các bác bỏ ra cho em xin 3 giây để cho em xin một nút like nhá, cho em xin một nút like, một nút tương tác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con két sắt mini nhá. Đây, két sắt mini. Đấy, con này thì nó không quá dày đâu, nó chỉ vừa xinh thôi, nhưng mà khi các bác dùng thì nó cũng khá là tiện ích luôn. Đấy, có chìa mở như này nhá, có nút để cho các bác mở chìa này, có nút cho các bác mở chìa, và có cho các bác là cả cái số điện tử như này luôn. Các bác có thể dùng đây rồi. Các bác có thể dùng số điện tử cũng rất là ok luôn. Và con này thì cái mặt của đằng trước của nó là khá là dày, còn mặt đằng sau thì vừa phải. Để các bác sử dụng thì các bác có thể là bắt vít vào đây. Đấy, nó kèm cả ốc vít luôn nhá, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Và đây của nó là có sẵn pin này, pin để các bác mở số điện tử này, có đai vít này, và có cả chìa như này luôn. Đó, thì các bác về các bác mở ra cho em. Đó, sau đó thì mình có thể sử dụng số điện tử hoặc mình sử dụng chìa tùy theo. Lên cho em là két sắt mini nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây. Xoay vào đây cho em này. Xoay ra để mở ra này. Đây các bác này, mở ra nó sẽ như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm, chiều cao thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều sâu thì cũng vào khoảng là 20 cm các bác nhá. Đó, đây. Đây là cái hệ khóa của nó này. Đấy, khi các bác mở thì vừa mở khóa vừa kết hợp với cả cái lẫy này cho em. Đó, đây. Cái lẫy đai này của nó rất là to và cứng luôn nhá. Đó, cho nên là rất là an toàn này. Đó, đây. Đóng vào này. Sập vào này các bác này. Đấy. Mở ra thì các bác kết hợp xoáy lẫy cho em nhá. Đó, đây. Đây.
Đó, thì rất là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 350.000. Lên mã giúp cho em đó là két sắt mini. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai chìa này, hai cái đai để các bác bắn vào tường này, và một cái bộ pin. Pin thì các bác lắp vào đằng sau cho em nhá. Đấy, pin các bác lắp vào trong hệ pin bên trong này. Lên cho em là két sắt mini 350k nhá, 350.000 cái két sắt mini như này. Đó, các bác mở ra chưa? Mở ra sau đó thì lắp pin vào trong này và các bác cài mã cho em nhé, két sắt mini. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước thì nó sẽ là có 4 đầu như này này, 1 2 3 4. Các bác cho nước vào đây chưa? Cho nước vào đây. Đấy, đây thì nó sẽ là vệ sinh nhiễu, vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi cho em. Lên cho em là tăm nước. Giá thì sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy bơm như này. Đấy, một máy bơm rất là khỏe luôn. Hàng này thì của nó xuất đi rất nhiều nước nhá. Một cái máy bơm rất là khỏe như này. Và một cái bộ đầu lưỡi nhá. Đây, máy bơm các bác này. Các bác bật lên chưa? Đó. Đấy. Máy bơm rất là khỏe luôn. Các bác chiết nước vào đây chưa? Đấy. Cho nước vào đây này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Ăn xong là mình ra mình vệ sinh luôn. Đấy, ăn xong mình ra mình vệ sinh luôn. Có cả củ sạc đi kèm nhá các bác nhá. Có cả dây sạc đi kèm. Đấy, và bốn cái đầu vệ sinh như này. Đây, có dây sạc đi kèm đây và có bốn đầu vệ sinh nhá. Các bác cứ lên YouTube các bác gõ là tăm nước là nó sẽ ra. Đấy, thì con này để vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Tăm nước giá sẽ là 170k cho cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình tông bình xanh nhá. Đấy, lên theo là bình xanh. Đó, bình xanh như này. Thì nó sẽ có con 1 lít và con 2 lít có quai đeo. Bình xanh của quân đội Việt Nam mình thôi. Con này sẽ là 90k cho con 2 lít và con 1 lít sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm và màu là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bằng nhôm tự nhiên như này. Đấy, bằng nhôm. Nhôm nguyên sinh nhá, nhôm tự nhiên. Đó. Các bác dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thì tuyệt vời luôn. Đựng nước lọc, nước uống, rượu bia, nước giải khát đều ok hết nhá. Có quai đeo như này. Các bác mang đi cấy, đi gặt, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Con 1 lít là 70.000, con 2 lít là sẽ là 90.000 các bác nhá. 2 lít 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái cốc tự khuấy đa chức năng. Các bác dùng để mình khuấy nước ngọt rồi nói chung là cà phê rồi nói chung là cho đá vào đây là mình sử dụng thôi. Đó. Và các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này. Đấy, cho các thứ vào đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cốc tự khuấy như này. Giá của nó sẽ là đây, lắp cho em đôi pin vào đây này, lắp đôi pin vào đây. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác lắp cái pin vào cái đít này cho em. Đó, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k cho em cốc tự khuấy như này, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khay đá thông minh nhá. Đấy. Khay đá thông minh như này thì về nhà các bác bỏ đá vào đây cho em, cho nước vào đây, sau đó thì cho nước vào đây, sau đó thì mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Và đây cái đế của nó là đế mềm như này. Đế mềm như này các bác này. Thì khi các bác sử dụng ấy thì là mình chỉ cần ấn này là viên đá nó sẽ lồi lên nhá. Các bác không cần phải vặn, không cần phải vặn như này làm gì cả, chỉ cần ấn này là viên đá nó lồi lên thôi. Tại vì cái đế này của nó là silicon mềm. 15.000 một chiếc. Đấy, 15.000 cái như này các bác nhá. Đấy, và các bác có thể để chồng với nhau được luôn, nó có nắp như này để chồng với nhau được luôn. Đấy, lên cho em là khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia gang tay lao động nhá. Một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 trong bịch 12 đôi, có cao su non chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để mình lao động làm vườn này. Đấy, rồi nói chung là đa chức năng luôn, có thể cầm bút viết được thoải mái luôn nhá. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 12 đôi. 12 đôi là 70.000 nhá. 70k. Đó, 70k, còn các bác mua lẻ thì 5 đôi sẽ là 40k nhá. 5 đôi sẽ là 40.000. Đó. Dùng để viết lách rất là ngon luôn. Đấy, làm vườn, làm cây cối bonsai, đấy, dọn dẹp vệ sinh, làm nhà rất là tiện, các bác dùng vào việc gì được, nó rất là phù hợp, nó sạch sẽ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Tất 10 đôi hàng của thương hiệu Nai như này. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ của nó là 10 đôi. Tất của thương hiệu Nai, co giãn 4 chiều.
Tay này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, co giãn 4 chiều như này. Đất của thương hiệu Nai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ 10 đô, đất màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tựa lưng thôi nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình tựa lưng. Đấy, mình tập, mình tựa lưng, mình tập cho nó khỏi bị đau lưng, đau mỏi vai gáy, đau xương khớp. Đấy, nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần cài vào đây cho em xong. Đó, các bác cài vào đây cho em. Đây, các bác cài vào đây cho em này. Đấy, đây, cài vào đây cho em là xong. Đó, cài như này. Rất là tiện ích luôn, các bác nằm lên cho em, nằm lên. Đây, nó sẽ có cái miếng mút như này, các bác cài vào giữa như này nhá. Đây, đây của nó sẽ là tập là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 động tác tất cả này. Đấy, các cái động tác như này là 10 động tác. Các bác tập thì giúp cho các bác là định hình xương sống này, xương vai, xương cổ, nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi, rất là rẻ luôn, bằng nhựa. Và các bác có thể điều chỉnh cái nấc của nó là lên xuống tí thôi nhá. Đấy, các bác tập lâu thì các bác cho cái nấc cao này, các bác tập bình thường thì các bác cho cái nấc thấp nhá. Lên thì em là tựa lưng nhá, giá sẽ là 50.000. Đấy, các bác định hình cái xương sống của mình để nó tránh bị đau xương sống, đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn. Tựa lưng giá chỉ có 50k cho bọn em tựa lưng như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Đây nó sẽ là một con đèn hộp nhôm như này. Giá thì sẽ là 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Có cả quai đeo, quai sách đàng hoàng, có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đây. Đấy, các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì muốn dùng bật lửa thì các bác nhấn cho em cái nút bật lửa là nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên. Đấy, lên đèn là lửa lên này. Đấy, các bác nhấn tắt giữ lì là nó sẽ tắt này. Đó. Giữ lì cho em là nó sẽ tắt. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Và có nam châm hít này, có nam châm hít này. Đấy, có đèn chiếu sáng này. Có đèn chiếu sáng như này. Rất sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng vàng, sáng trắng, nhấp nháy cảnh báo, rất đầy đủ luôn. Có dây đeo các thứ đàng hoàng. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Giá sẽ là 90k cho con đèn hộp nhôm như này. 90.000 cho con đèn hộp nhôm. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn kế nhá, giá 90.000 thôi. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 cho một con như này. Có bao gồm cho các bác là một đồng hồ này. Đấy, một đồng hồ như này và một cái bộ dây như này các bác nhá. Đó, các bác bật lên là mình sử dụng thôi. Đó, rất là tiện, bác nào mà chuyên môn về điện muốn sửa chữa này, đo vôn kế, đo AC này, DCA này, đo ôm này. Đấy, dùng con này chưa? Rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc làm nghề linh tinh lặt vặt cũng rất là ok. Đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Vôn kế giá sẽ là 90k. Đó, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ làm cái đèn 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W và siêu sáng luôn. Con này thì rất là sáng nhá, 28W. Giá thì sẽ là 40k. Lên cho em là đèn 4 cánh mini. Giá sẽ là 40k cho con đèn 4 cánh mini như này. Công suất là 28W các bác nhá. Công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo gà nhá. Kéo gà của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to, hàng đại các bạn. Đấy, rất là sắc luôn này các bạn này. Đấy, những cái dây bóng dai như này mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Kéo rất là sắc luôn. Đấy, hàng của Nhật, thép SK5 Japan này. Đấy, con này thì hàng đa chức năng luôn, các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem thực phẩm thức ăn này, rồi cắt cây, cắt cành cũng được. Đấy, rồi đánh vẩy cá, kẹp cua, ghẹ đầy đủ các chức năng luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt gà Nhật, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con kéo cắt gà Nhật như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái hộp tam đồng nhá. Đây. Đây nó sẽ là một cái hộp tam đồng như này. Giá thì chỉ có 90.000 cái hộp tam đồng như này thôi. 90k cho cái hộp tam đồng như này các bác nhá. Đấy, một cái hộp tam bằng đồng đẹp như này mà giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em hộp tam đồng 90.000, các bác bỏ vào đây cho em. Đó, nhấp qua nhấp lại này, rất là tiện luôn. Hộp tam đồng, giá sẽ là 90.000 cái hộp tam đồng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng nhá. Đấy, một con cặp lồng rất là đẹp như này. Đó. Cái này bao nhiêu nhỉ? Đây. Cái nắp này thì các bác dùng để làm bát luôn này. Tiếp theo nó sẽ là một cái khay nhỡ này để các bác đựng mắm mì chính này, một cái khay chung này và một cái cặp lồng như này. Dung tích của con này thì sẽ là vào khoảng là 1,6 lít nhá.
giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000 cho một con cặp lồng như này, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, cặp lồng rất là đẹp như này, giá siêu rẻ luôn, 120.000 nhá. Lên cho em là cặp lồng 120k này, cặp lồng như này. Đấy, rất đẹp luôn, giá sẽ là 120.000. ngoài ra thì bên shop có cái cặp lồng tầng nhá, con này thì nó sẽ có cho các bác là 4 tầng luôn, và giá thì chỉ có cho các bác là 100. Con này thì giá đang thanh lý. Cặp lồng tầng này bao nhiêu nhỉ? Đây, đấy, một con cặp lồng 4 tầng như này. Các bác có thể mở ra từng tầng một nhá. Cặp lồng tầng. Giá đang thanh lý cho các bác chỉ còn 80.000 thôi. 80.000 cho cặp lồng tầng như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là có 4 tầng nguyên vẹn như này. 4 tầng nguyên vẹn như này, mỗi tầng là các bác có thể, con này dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mang cơm đi học, đi làm, đi du lịch này, hoặc nhà đi chăm người ốm này, bệnh viện biết này. Đấy. Thì các bác cứ mang cặp lồng ra mình mua đầy đủ các cái thực phẩm cho em. Đó, 4 món, mình có thể đựng được 4 món luôn. Và có nắp có gioăng nhá, có nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái luôn. Đấy, đậy vào thì rất là chắc chắn nhá, 4 tầng như này. Đó, và có quai sách đàng hoàng. Đây. Có quai sách như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi, 80.000 nhá. Cặp lồng tầng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Đấy. Đây, một con ấm siêu tốc rất là ngon như này các bác này. Đấy. Tên là gì? Ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, một con ấm siêu tốc inox như này, rất là đẹp luôn. Có điều chỉnh nhiệt ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt ở đây. 450.000 nhá. Đấy, có cả kính nhìn rõ nước bên trong luôn, dung tích của nó là 1,7 lít nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000, đúng không? 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Hàng inox dày dẫn chắc chắn, có điều chỉnh nhiệt ở đây nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý. 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Đây là cái đế của nó các bác này. Đây, cái đế của nó đây. Đế của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đây, các bác đặt vào cho em này. Đó. Đây. Nút nguồn của nó đây. Hàng rất hiện đại luôn, rất đẹp luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kyler các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dày lắm cái mâm này của nó. Mâm này của nó siêu dày luôn. Cho nên các bác đun thì cực kỳ là yên tâm. Đấy. Ở trong này thì nó có hình như là một cái con dơ le gì đó, con cảm biến nhiệt đây này. Đấy. Nói chung là hàng này thì rất là chất, hiện đại. 450.000 lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bút mực nhá. Bút mực thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, bút lông nhá. Lên cho em là bút lông. Có hai màu xanh và màu đỏ nhá. Đây. Đấy, em đang viết đây các bác này, bút lông như này. Đấy, có hai màu xanh và màu đỏ. Giá bán thì sẽ là 20.000 nhá. 20k trên 3 cái này. 20.000 trên 3 cái, và mua cả hộp thì sẽ là 50k nhá. Đấy, 50.000. 50k trên một hộp. Đấy, một hộp này của nó sẽ là đi 10 bút, một hộp là 10 bút nhá. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Màu xanh và màu đỏ, một hộp là 10 chiếc. 2 4 6 8 10. Một hộp 10 cái là 50.000. Đấy, 50.000 một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, trên 3 cái các bác có thể mua về để làm thợ làm nghề rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ cả củ sạc cả dây như này nhá. Sạc nhanh iPhone. Đấy, sạc nhanh iPhone cả củ sạc cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone, củ cực kỳ chắc luôn. Hàng cực kỳ là ngon. Bác nào chuyên dùng iPhone thì mua con này cho em. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ còn cho các bác là 50k thôi. Đây, iPhone 15 Pro Max này. Đấy, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đấy, cả củ sạc cả dây chỉ có 50.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao này. Bộ ba dao như này. Đấy, con dao gọt này thì sẽ là 40.000, con dao thái là sẽ là 90.000. Con này là 40k này, con này là 90k này. Đó. Hàng thì đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật hết. Ngoài ra thì sẽ là một con dao chặt như này. Một con dao chặt. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đó. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt như này, 180k, đều là hàng của Nhật chữ dập chìm hết nhá. Đó. Nếu mua combo 3 con như này, bên em gửi tới các bác giá chỉ có 260.000 thôi.
260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho 3 con, bao ship đến tận nhà, còn mua lẻ từng con một thì giá của nó sẽ là như trên các bác nhá. Đó, giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái con mài dao ba khe, hàng của thương hiệu Katashiwa made in Japan, mài dao ba khe nhá. Giá của nó sẽ là 130k. Hàng nội địa của Nhật, con này chuyên để mài dao mài kéo rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lướt qua lướt lại này cho em. Đấy, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải. 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ như này. Mài dao ba khe đỏ 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Con này thì nó sẽ là dao của thương hiệu Wattpo và nó là dòng dao trắng, khép trắng không gì nhá. Đấy. G49, hàng của thương hiệu Wattpo. Con này thì cũng nặng từ 3 đến 5 lạng. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cắt được cả giấy bóng luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho một con dao G49 như này nhá. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm, phần lưỡi thì khoảng 20 cm và bản thì cao khoảng là 10 cm. Lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000. G49 150.000 nhá. Lên cho em là G49 150k, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đuôi lò xo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, đuôi lò xo như này nhá. Con này thì đang bán 30.000, đợt này cũng thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nữa luôn. Đấy, một cái đuôi lò xo như này giá chỉ còn cho các bác là 25k thôi. 25k cho một cái đuôi lò xo như này các bác nhá. Đấy, có công tắc luôn. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào nguồn điện, lắp bóng vào, không thích dùng thì tắt đi. Đấy, 25.000 các bác nhá. Duy nhất trong ngày hôm nay trên video này thôi. Giá sẽ là 25.000 cho một con đuôi lò xo như này. Đó, 25k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái van xả một đầu nhá. Van xả một đầu như này. Giá thanh lý cho các bác 50.000 cho một con van xả một đầu như này nhá. 50k. Đó, bằng inox 304. Ở đây sẽ có cho các bác là cái đầu gen như này. Có cả gioăng giếc đàng hoàng để các bác có thể kết nối vào các cái đầu nguồn nước. Đấy, các cái đầu vòi khác cũng rất là ok luôn. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. Van xả một đầu 50.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Con này thì các bác dùng để mình dán lên các bề mặt mà mái tôn, mái ngói rồi bờ rô rồi các cái tấm lợp mà nó bị dạng như là bị nứt, bị thấm rột thì các bác dán cho em. Lên cho em là keo dán tôn nhá. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn 10 như này. Keo 10, giá sẽ là 40.000. Bản của nó thì 10 cm và chiều dài thì khoảng là 5m nhá. Chiều dài khoảng 5m. Để các bác chuyên để dán tôn rất là ok luôn. Keo 10. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi. Đấy, bao gồm là 30 lưỡi cạo, lưỡi kép. Đấy, có cho các bác là 30 lưỡi kép này, một bàn cạo và một lọ kem luôn. Đấy, combo cho các bác như này. 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem, lưỡi của nó là lưỡi kép nhá. Bộ hai lưỡi kép như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn cho các bác là đi 60.000 thôi. 60.000. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 nhá. Đấy. Cho một bộ lưỡi kem như này. Lên xem là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho bộ lưỡi kem này thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bảng tô. Đấy, bảng tô nhá. Con này thì các bác dùng cho trẻ em nhà mình học tập rất là tuyệt vời luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng này. Đấy, lên xem là bảng tô. Giá sẽ là 40.000 thôi. Lên xem là bảng tô. Ở đây nó sẽ có nút khóa, các bác mở cái khóa ra cho em này. Mở khóa ra cho em. Sau đó thì các bác bật lên. Đó đây. Đấy, lên xem là bảng tô nhá. Bảng tô. Đấy, giá sẽ là 40k, 40.000 một chiếc. Các bác có thể mua về để cho các em nhà mình nó học hành tránh xa điện thoại máy tính bảng. Đấy, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó. Đây, rất tiện luôn. Tô vẽ thoải mái luôn. Giá sẽ là 40k, 40.000. Rồi ok.